Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với kênh YouTube của Mảnh Review. Và ngày hôm nay Review sẽ hướng dẫn các bạn về chiếc máy này. Hôm nay Review sẽ khoe với các bạn chiếc máy này nhé. Đây là chiếc máy mà Review săn được. Máy này có tên là Panasonic Lumix DMC-NLX2. Một con máy thiết kế rất là đẹp nha. Máy nó kèm cái nắp zin của nó đây. Mình sẽ để cái nắp qua một bên để mình hướng dẫn các bạn đây. Đó, đầu tiên thì mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc máy này. Rất là đẹp luôn các bạn. Cầm vào rất là sang luôn nha, thiết kế rất là cân đối, rất là gọn gàng luôn đó, kiểu dáng như thế này nhìn sang trọng nha đó. Thì một chiếc máy là khá là cưng, khá là ok luôn. Máy này mình nhập từ bên Nhật về nha. Cái màn hình phía sau nó vẫn còn đẹp nha, nó có hơi vết chày xước chút xíu này nên là do cái miếng dán màn hình. Thì nếu mà các bạn nào có mua máy thì nếu các bạn có thể giữ lại miếng dán này hoặc là thay miếng dán khác nó vẫn không sao chứ nha. Rồi thì đây là chiếc máy kỹ thuật số. Máy này đặc điểm của nó là sử dụng lens Leica nha. Lens Leica các bạn thấy nè. Thì các bạn biết rồi là Leica là một cái hãng nổi tiếng nhất thế giới về thiết kế ống kính cũng như là máy ảnh. Thì những cái dòng lens của Leica thì chụp chất lượng rất là tuyệt vời, màu sắc rất là đẹp và độ nét rất là tốt nha. Thì bên đây nó có một cái này để là điểm nhấn và nó có miếng da điểm đây nè. Và cái này nè ha, rất là ok luôn. Rồi thì cái máy này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng chiếc máy này. Đầu tiên thì các bạn muốn gắn pin vào cho máy thì bạn bật qua đây, gắn tháo pin ra như thế này nè. Đó, đây là zin pin zin của máy luôn nè. Các bạn muốn gắn vào thì các bạn gắn như thế này ha. Nó dấu cộng trừ nè. Mình gắn vào đây. Còn đây là thẻ nhớ của máy nha. Bạn muốn nào lấy thẻ nhớ ra thì bạn ấn vào đây mình lấy ra như thế này. Còn các bạn muốn cắm thẻ nhớ vào thì cắm như thế này. Máy này thì sử dụng thẻ nhớ là SD này, loại thẻ nhớ này rất tiện, các bạn rất là dễ. Loại thẻ nhớ thông dụng nha. Và mình đóng nắp lại như thế này. Thì khi mà các bạn đã có pin và thẻ nhớ xong thì các bạn có thể mở nguồn on off ở đây nè. Bạn bấm vào nút qua đây ha. Thì ống kính nó sẽ chạy ra như thế này. Đầu tiên thì nó sẽ yêu cầu mình set the clock, đó là chỉnh ngày tháng. Mình muốn chỉnh thì mình chỉnh, còn không chỉnh thì thôi. Các bạn có thể chỉnh ngày tháng đây, các bạn bấm nút set nè. Thì mình sẽ chỉnh ngày tháng đây ha. Đó. Và đây là giờ nha, đây là phút nè. Đây mình bấm xuống đây là cái gọi là ngày tháng năm hoặc là năm tháng ngày, là tức là cái kiểu định dạng của ngày tháng á. Mình có thể bấm nút qua nút lại đi. Đó. Có hai kiểu đây ha. Rồi nếu mình đồng ý với cái ngày tháng này mình sẽ bấm vào nút ok á, là mình sẽ đồng ý với ngày tháng nha. Còn nếu mà mình không thích chỉnh ngày tháng mình bấm nút là cancel. Nút cancel là mình thấy nó đây nè. Cái thùng rác đây nè, các bạn bấm vào đây á, là nó không có chỉnh ngày tháng. Rồi cái máy này các bạn muốn chụp á, thì nút chụp nó nằm đây ha. Nút chụp nó nằm đây. Và đây là cái nút zoom xa gần của máy. Mình gạt qua gạt lại là wide và tele đây. Thí dụ như các bạn muốn bấm chụp á. Thí dụ như các bạn muốn bấm chụp thì các bạn bấm như thế này nha. Bấm nhẹ đây nè. Nó xuất hiện cái ô màu xanh màu nghe cái tít đó là mình bấm luôn nha. Còn bấm như thế này, bấm nhẹ. Đó, bấm. Đó. Mình bấm nhẹ cái cạch cái là ok đó nha. Đây mình làm lại cho các bạn xem nè. Đây mình hay cho các bạn nha. Đó. Rồi. Thì đó là chụp mình zoom xa gần là như thế này. Đây mình zoom vô nè. Đẩy xa ra nè. Đó, rất là ok, rất là nhịp nhàng ha. Thì cái máy này á, ở đây nó có nút display nè. Các bạn hiện nay trên cái màn hình mình nhìn thấy như này ha. Mình bấm nút display á thì nó sẽ là tắt hết những cái thông tin. Mình thấy trên đây là chỉ có cái màn hình không có chữ nghĩa trên đây hết nha. Mình ấn đây một cái nữa nó sẽ có những cái thông tin này. Gồm có chế độ chụp là B, chế độ đèn LED, chế độ chụp liên tục, chọn định dạng hình ảnh, rồi chất lượng hình ảnh, rồi số ảnh còn có thể chụp được. Mình ấn tiếp cái nữa là nó sẽ tắt. Nó sẽ xuất hiện cái này là biểu đồ histogram. Mình bấm một cái nữa là nó sẽ xuất hiện cái này là bốn cái đường lưới để mà cho mình canh bố cục dễ hơn. Mình bấm cái nữa là nó sẽ tắt màn hình, thì tùy các bạn chọn, nhưng mà khuyến khích các bạn nên chọn có những cái thông tin này để các bạn dễ hiểu hơn. Khi mà các bạn chụp thì các bạn sẽ kiểm soát được máy ha. Các bạn muốn xem là hình ảnh đã chụp thì các bạn bấm xuống này ha, chữ RMV nè, là review là xem lại nè, bấm nút xuống nè. Thì là đây là xem lại những hình ảnh đã chụp nè, bấm nút qua nè. Đó. Thì các bạn muốn xóa cái ảnh nào đó thì các bạn bấm nút delete, nó để delete đây là cái hình thùng rác này, các bạn bấm nút delete ha. Thì nó hỏi mình Z or No, mình chọn là Z đó, là mình bấm một tấm. Đó. Rồi mình muốn xóa một tấm nữa mình bấm nút xem nè. Mình muốn xóa tấm này thì mình bấm nút Delete, chọn Z. Ok. Rồi cái máy này nó sẽ có chức năng về đèn LED.
các bạn muốn mở đèn led thì các bạn ở đây nha. Đầu tiên các bạn bật cái này lên nè, nó sẽ mở đèn led, cái đèn led nó sẽ ngóc lên như thế này ha. Rồi khi mà các bạn bật đèn led lên đó, mình thấy ở đây có chữ, cái ký hiệu này là ký hiệu đèn led, có chữ A, đó là auto led, là máy chụp theo chế độ là auto led, tức là khi mà ra trời sáng nó sẽ không mở đèn led và vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn led. Mình bấm nút qua bên đây nữa thì nó có những cái chế độ chọn về đèn led. Mình xuống dưới đây là auto flash nhưng mà có chế độ chống mắt đỏ. Mình thấy có cái hình mà có cái hình con mắt, đây là chế độ chống mắt đỏ nha. Đó, lúc đó mình khi mà mình chọn chế độ đó thì nó sẽ xuất hiện hình là auto flash cộng thêm chế độ chống mắt đỏ. Mình bấm nút qua bên đây nữa, mình bấm xuống đây là luôn luôn mở đèn led. Mình bấm xuống đây có chữ slow này là chụp đèn led vào ban đêm. Mình bấm nút ok nè. Thì lúc đó mình thấy đây ký hiệu đèn led và có chữ S, đó là last flow, là chụp đèn led vào ban đêm. Rồi mình bấm nút qua bên đây nữa, mình bấm nút xuống nữa thì trở về chế độ là auto flash. Đó, bây giờ mình sẽ chụp một tấm ảnh mà có đèn led để các bạn xem luôn. Rồi ok ha. Thì các bạn muốn tắt đèn led thì các bạn ấn xuống đây là tắt đèn led. Đối với cái máy này ở trên này nó có nút này là mình bấm lên lên này ha. Thì đây là exposure, là bù trừ sáng. Thì khi mà các bạn chụp ảnh á, mình muốn cái ảnh mình sáng hơn á thì mình bấm về hướng dấu cộng. Còn mình muốn cái ảnh mình tối hơn bấm về hướng dấu trừ nhé. Còn bình thường các bạn để giá trị không là đúng nhất của nó. Tiếp theo thì mình bấm nút ok. Rồi mình bấm nút qua bên đây ha, nút qua này nè. Bấm nút qua này là chế độ chụp hẹn giờ. Ở đây có hai cái là chụp hẹn giờ 10 giây và chụp hẹn giờ 2 giây. Chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm chụp đó thì 10 giây sau nó sẽ chụp. Còn không thì các bạn chọn là off nha. Tiếp theo cái nút xuống này nè là xem lại hình ảnh đã chụp. Đó, các bạn có thể bấm nút như xem lại nè. Cái máy này nó có một chế độ là chụp liên tục. Các bạn bấm vào cái nút này ha, cái nút mà bình thường khi mà các bạn ở cái màn hình này nè. Các bạn bấm vào cái thùng rác này, mình thấy có hình mà ba bốn cái ô vuông nó chồng chồng lên nhau nè, các bạn bấm vào cái thùng rác nha. Bạn giữ chút xíu. Thì đầu tiên này là off, là chụp chế độ một tấm. Các bạn chọn off ha. Thì ở đây hai speed là cái dòng thứ hai này, cái dòng này là chụp tốc độ cao, chụp nhiều tấm tốc độ cao. Đây là chụp nhiều tấm tốc độ thấp. Đây là chụp nhiều tấm nhưng mà không có giới hạn, ví dụ nó sẽ chụp rạch chụp hoài luôn. Còn đây là chụp nó vậy đó. Ví dụ như các bạn bây giờ mình chọn là cái mỗi lần mình chọn đây nó có để ý cái hình mà vô cực là unlimited, là không có giới hạn. Thì mình thấy trên này nó có xuất hiện cái hình giống như là hình mấy cái hình vuông nó chồng 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 lên nhau nè. Bây giờ ví dụ như mình chọn cái chức năng này, mình bấm chụp nè, nó sẽ chụp cạch cạch cho bạn xem nha. Đó, nó chụp cạch 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 liên tục nhiều tấm luôn ha, và nó sẽ lưu vào trong máy. Còn ví dụ như các bạn bấm ở trên này chụp này, nó sẽ chụp ba tấm. Mình chọn tốc độ cao này ha, bấm chụp nè. Đó. Rồi còn nếu mà các bạn trường hợp mà thấy cái hình đó mà các bạn muốn tắt đó, các bạn chọn đây nha. Bấm vô đây các bạn chọn là off, off là tắt. Tức là nó sẽ chụp một tấm thôi, mỗi lần nó chụp một tấm xong nó nghỉ nha, bấm chụp nè. Đó, nó chụp xong một cái rồi nó nghỉ. Bấm chụp một cái rồi nó nghỉ. Rồi. Cái máy này thì nó sẽ có một cái chỗ này là chỉnh, là ở trên này nè, là chỉnh tỷ lệ hình ảnh. Khi các bạn chụp ảnh nó sẽ có 3 mức. Đầu tiên là khổ 43, thứ hai là khổ tỷ lệ 32. Cái này gọi tỷ lệ 43 nha. Qua đây là tỷ lệ 32, đây là tỷ lệ 16:9. Thì tỷ lệ nó như thế này là ví dụ mình chọn 43 thì cái ảnh này nó sẽ cái đường này là 3, đường này là 4. Cái tỷ lệ chiều đứng và chiều ngang của nó đó. Mình bấm qua đây tỷ lệ 32 thì nó khác. Cái đường này xuống là 2, cái đường này là 3 nha. Còn mình gạt qua đây tỷ lệ 16:9 thì cái ổ khổ ảnh nó sẽ dài như thế này nè. Giống như cái màn hình của điện thoại của mình đó, hiện nay đang sử dụng là cái tỷ lệ 16:9, là mình chỉnh ở đây nha. Thì các bạn có thể chỉnh đây. Rồi tiếp theo đó, cái máy này ở đây nó có chế độ về lấy nét. Lấy nét đầu tiên là lấy nét AF. Rồi mình bấm xuống đây đó là mình thấy ở đây nó có là macro ha. Mình thấy đây có cái hình mà giống như bông hoa nè, các bạn gạt qua đó, đó. Ở đây nó cái bông hoa là macro. Macro tức là chụp những cái vật thể nhỏ hoặc là những cái vật thể cận cảnh, ví dụ như mình chụp cái bàn tay mình nè, mình để gần như vậy đó, hoặc là mình chụp cái chiếc nhẫn của mình nè, đó là chụp macro. Còn mình bấm xuống đây là lấy nét về MF. Lấy nét MF đó là cái chế độ mà lấy nét theo khoảng cách,
Ví dụ như mình muốn chụp một cái vật thể nào đó nó cách cái máy mà mình đoán nó là 5 mét thì mình dặn về 5 mét. Thì đối với chế độ mà lấy nét MF đó nó rất là phức tạp. Như đây đây là 25 mét nè. Đầu mình sẽ 25 mét thì mình sẽ bấm đây cái nút này nè. Mình bấm lên bấm xuống nè. Đó mình bấm lên là ví dụ như mình bấm đang đây là 1 mét nè. Đó. Thì bấm cái này nó rất là phức tạp, rất là khó, thì mình không sử dụng cái chế độ mà AF này đâu. Thì bình thường các bạn để cái chế độ mà AF này là ok nhất nha. AF ở trên nè, nó có ba gạch. Gạch đầu tiên là AF là chế độ lấy nét auto đó, thì các bạn để về AF đó, các bạn cứ bấm chụp là ok nè. Nó chụp vậy là nó xuất hiện cái màu xanh, nó là bấm chụp là ok. Hoặc là khi mà các bạn chụp những cái vật thể nhỏ nhỏ đó thì các bạn gạt xuống một cái nữa ngay chỗ mặt macro đó, nó xuất hiện cái hình ở đây, macro đây là ok nha. Rồi thì đối với cái máy này thì nó có rất nhiều chế độ chụp ở trên đây nè, trên cái màn hình này, trên cái vòng tròn này ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chế độ mà auto đây. Auto này là chế độ dễ sử dụng nhất, thì sẽ áp dụng đối với các bạn mà không có am hiểu về máy ảnh, mình không có chỉnh gì hết á, là mình sẽ để chế độ auto đây. Thì khi các bạn bấm về auto á thì các bạn bấm về nút menu này nè, thì nó cho phép mình chỉnh ở trong đây khoảng 3 dòng thôi. Còn một cái chế độ thứ hai là chế độ B, là chế độ RAW RAM. Thì chế độ RAW RAM này là cũng là chế độ hoạt động auto, nhưng mà nó sẽ cho phép mình chỉnh được trong máy nhiều hơn, thì sẽ áp dụng đối với các bạn nào có am hiểu về chỉnh chọt trong máy. Ví dụ khi mà các bạn chuyển về chữ B đây á, các bạn bấm nút menu này á, thì nó sẽ cho phép mình chỉnh rất là nhiều thứ trong đây ha. Và tí xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh. Thì chủ yếu mình nói với các bạn là khi mà các bạn chuyển về chế độ auto này á, là mình sẽ chỉnh trong đây ít hơn, và mình áp dụng đối với các bạn mà không có lười chỉnh hoặc là mình không am hiểu về máy ảnh nhiều. Còn chế độ chữ B này á, là chế độ auto nhưng mà nó sẽ cho phép mình chỉnh nhiều hơn. Thì đối với các bạn nào có am hiểu về chỉnh nhiều thì các bạn sẽ chỉnh trong đây. Rồi ở đây đó là chữ play, đây là xem là hình ảnh đã chụp ha, đây là những xem lại nè. Thì các bạn có thể bấm xem đây và các bạn bấm xóa ở đây cũng được. Tiếp theo là ở đây là chế độ SCN ha. SCN là các chế độ chụp ảnh chuyên biệt. Mình sẽ khi mà các bạn chọn SCN nó sẽ có những cái chế độ như thế này. Đầu tiên đây là Portrait ha. Portrait đó là chụp chân dung. Xuống đây là Soft Skin, là khi mà các bạn chụp thì cái da mình nó sẽ mềm mại hơn hoặc nó xốp xốp hơn, thì cái da mình sẽ giống như là xóa mụn một xíu vậy đó. Xuống đây Scenery này là chụp phong cảnh ha, các bạn nhìn cái hình này thấy giống như quả núi là chụp phong cảnh. Xuống đây Sport là thể thao, thì các bạn chụp những cái vật thể nào mà di chuyển này là thể thao, hoặc là chụp thể thao đó, thì các bạn chọn là Sport. Night Portrait tức là chụp chân dung vào ban đêm, mình thấy đây có cái hình cái người và cái ngôi sao là chụp chân dung vào ban đêm. Mình xuống đây Night Scenery là chụp phong cảnh vào ban đêm. Self Portrait tức là chụp tự chụp, mình tự chụp selfie đó. Xuống đây Food là thức ăn. Xuống đây Party là mình chụp trong những cái buổi tiệc tùng. Candle là chụp vào ban đêm. Xin lỗi các bạn, là chụp những giống như là buổi tiệc mà ở nước ngoài thường nó hay thắp đèn cầy, thắp nến này kia đó. Firework là pháo hoa. Starry Sky này là, rồi Beach là bãi biển. Rồi đây là Snow là tuyết. Rồi xuống đây là chụp hai sen này là, và xuống đây là baby 1 và baby 2 là chụp em bé nha. Thì đây là các chế độ mà SCN, thì những cái chế độ chuyên biệt như thế. Thì các bạn có thể thích thì các bạn chỉnh ở ở chế độ là SCN, còn không các bạn để chữ B là các bạn chụp vẫn được nha. Tiếp theo thì ở chế độ A này là chế độ mà chụp là ưu tiên về khẩu độ. Khi các bạn chọn về A đây nó có đây F2.8 nè. Thì mình chỉnh được khẩu độ ha. Mình sẽ chỉnh đây là khẩu độ như thế này. Các bạn chỉnh là cái nút này nè, các bạn bấm nè. Nó sẽ tăng dần lên từ 2.8 đến 8 vậy đó, đó là chỉnh khẩu độ. Khi mà các bạn chỉnh khẩu độ thì máy nó sẽ tự động chọn tốc độ nha. Chế độ đây là S là chỉnh về tốc độ. Ở đây mình có thể chỉnh này, ví dụ như 1/30 nè, rồi mình tăng lên nè, mình giảm xuống nè bằng cái nút này nha. Rồi mình dặn qua đây là chế độ M. Chế độ M là chế độ chỉnh được khẩu độ tốc độ. Ví dụ như mình đây mình chỉnh đây là tốc độ nè, mình dặn lên mình xuống nè, mình bấm một. Rồi mình có thể chỉnh được khẩu độ, mình bấm nút qua đây ha. Đó. Thì nó chỉnh được khẩu độ tốc độ luôn. Thì mình bấm nút qua nút lại là cái nào màu vàng cho mình chỉnh, mình bấm nút qua đây nó chỉnh bên đây, mình bấm nút qua đây là chỉnh bên đây nè.
Thì đối với cái máy này á, thì đối với các bạn nào mà có am hiểu về khẩu độ tốc độ thì các bạn có thể chọn ở chế độ là AS hoặc M. Còn đối với các bạn nào không có am hiểu về khẩu độ tốc độ thì mình khuyến khích các bạn là chuyển về chữ B chụp nha. Thì ở chế độ chữ B này là chụp đủ đẹp rồi, nó không cần phải chỉnh những chế độ khác đâu. Các bạn nào muốn tìm hiểu về các chế độ này thì các bạn phải tìm hiểu thêm về kỹ thuật nhiếp ảnh, tìm hiểu thêm về khẩu độ và tốc độ nha. Chuyển qua đây là chế độ quay phim thì máy nó sẽ cho phép mình quay phim ở đây. Và khi mà quay phim thì nó sẽ có những cái tỷ lệ đây nè. Và các bạn quay phim thì các bạn chọn cái tỷ lệ là 16 9 là quay phim nó sẽ đẹp. Đối với cái quay phim này thì các bạn chuyển cái tỷ lệ là qua bên đây là 16 9 nha. Các bạn để 32 thì nó sẽ các bạn để 32 thì nó sẽ không cho, nó yêu cầu mình chỉnh 11 là qua bên đây hoặc là qua bên đây nha. Nó tỷ lệ là 1:16 9 hoặc là tỷ lệ là 43 thì mình chuyển qua 16 9 đây là ok, nó sẽ cho phép mình quay phim ở đây nha. Ở đây cái số này R là 3M42 này, tức là cái thời gian còn lại mình có thể quay phim được. Rồi để mà quay phim thì các bạn bấm nút nè, cái nút nút chụp đó là quay đó. Rồi hiện nay nó chớp 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 này, nó đang quay nè ha. Đây là đang được quay được 3 giây nè. Nó là vậy. Các bạn muốn tắt chế độ quay phim, các bạn bấm nút này cái nữa ha. Thì nó sẽ lưu cái đoạn mình vừa quay đó, lưu vào trong thẻ nhớ. Và chuyển qua đây á, là chế độ mà kết nối với máy in, thì mình không có kết nối thì không có sử dụng đây. Rồi thì mình vừa hướng dẫn các bạn những cái chế độ chụp và những cái phím bấm ở đây ha. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về chế độ chữ B này. Mình sẽ dặn về chữ B và mình hướng dẫn các bạn cài đặt bên trong, vì chế độ chữ B này là chế độ dễ sử dụng nhất. Khi các bạn bấm vào chữ B này, các bạn bấm vào nút OK đây nè ha, bấm vào đây. Thì ở đây nó sẽ cho phép mình nhấn chỉnh đây nè. Đầu tiên là white balance. White balance gọi là cân bằng sáng trong nhiếp ảnh hoặc là cân bằng trắng trong nhiếp ảnh. Các bạn bấm nút qua nè. Thì bạn nào mà có am hiểu về white balance mình sẽ chỉnh ở đây ha, bấm trên xuống nè. Còn không thì các bạn nếu mà không am hiểu hoặc các bạn lười chỉnh thì các bạn chọn là auto nha. Thì auto vẫn là đẹp. Mình bấm qua đây white balance adjust, bấm qua đây thì nó là cái chỉnh mức độ cao cấp hơn của cái white balance. Thì các bạn có thể chỉnh đây nè, bấm nút qua nút lại gì đó, nó sẽ đây nó sẽ chỉnh về hệ màu này kia, nó phức tạp lắm, nói chung nó khá phức tạp thì các bạn không nên chỉnh ở đây. Các bạn để ngay cái điểm giữa này, ngay cái điểm giữa này là ok. Rồi tiếp theo á, mình xuống đây là ISO ha, bấm nút qua nè, thì máy này nó sẽ cho phép chỉnh ISO. Bạn nào có am hiểu về ISO mình sẽ chỉnh đây nha, mình chỉnh đây nè. Nếu mà các bạn không thích chỉnh hoặc là các bạn không am hiểu nhiều, các bạn để là auto là chụp là đủ đẹp rồi nha. Ở đây picture size tức là chất lượng hình ảnh, mình bấm nút qua đây thì máy này nó có độ phân giải là 10 megapixel, thì các bạn bấm ở đây nè. Đây là 10 megapixel là chất lượng cao nhất. Xuống đây là 8 megapixel, đây là 5.5, đây là 2. Thì các bạn chọn ở cái mức 10 này là chất lượng cao cấp nhất của về hình ảnh đó. Mình xuống dưới đây là chất lượng chụp ảnh thì máy này nó cũng có 3 mức. Thứ nhất cái này mình thấy ở đây có 3 cái hình nè, là chất lượng bình thường. Ở đây chất lượng là tốt hơn, đây chất lượng là standard là cơ bản thôi, còn cái này là file là tốt hơn. Ngoài ra cái máy này nó có chế độ chụp là file raw nữa, bạn nào muốn chụp file raw các bạn chọn đây nha, chọn cái raw là chụp đó. Thì ở đây nó sẽ có mình chọn raw nè, rồi bấm nút qua đây, bấm xuống này là measuring, đó là đo sáng. Đo sáng thì nó sẽ có ba cái đo sáng, thứ nhất là đo sáng spot nè, này đo sáng center, ở đây là đo sáng toàn khung, thì các bạn chọn cái nào cũng được ha. Thì mình thích chọn ở trên này, mình bấm qua đây rồi mình bấm nút xuống này là chế độ về lấy nét. Lấy nét thì mình bấm nút qua này, nó có những cái chế độ lấy nét là cái ô lấy nét với ô xanh xanh các bạn chọn đó, nó có những cái chọn nè, thì các bạn chọn cái nào cũng được ha. Ví dụ như các bạn chọn bấm ở trên này bấm ok nè, rồi mình bấm nút chụp á. Đó là những cái điểm mà lấy nét mà xanh xanh, đó là những chỗ nguyên nhân của đó đó nha, chế độ lấy nét á. Và mình xuống đây là chế độ về lấy nét liên tục, mình chọn on ha, là continuous là lấy nét liên tục, mình có thể chọn on và off cũng được. Mình xuống đây thì mình chọn đây on luôn nha, ở dưới này chọn on luôn, rồi bấm xuống đây là mình AEF nè, để các bạn chọn là AF AE ha. Cái này mấy cái này thì các bạn chọn cái nào cũng được hết trơn á. Đây là zoom lý control thì các bạn chọn là on ha. Xuống đây color effect đó là chế độ màu, mình bấm nút qua đây nó sẽ có, bình thường các bạn chọn chữ up á, là chế độ màu tươi sáng. Xuống đây color là màu tông nóng nè, warm là tông lạnh nè, brush là trắng đen.
Ví dụ mình muốn chụp mà ảnh trắng đen, các bạn chọn đây, và sepia là cái màu nó sẽ ngã vàng vàng cam cam như thế này nha. Không thì các bạn chọn là up. Xuống đây picture adjust thì đây là chỉnh về cái với contrast này á, là cái độ tương phản mình có thể tăng tương. Bình thường các bạn để chọn chữ STD là chữ standard nha. Các bạn muốn tăng tương phản lên các bạn chọn 2, còn muốn giảm tương phản các bạn chọn là low, low là thấp. Còn bình thường là mình khuyến khích là các bạn chọn chữ standard là được. Tiếp theo mình xuống đây là sharpen là độ nét thì các bạn cũng chọn là standard luôn. Saturation các bạn cũng chọn standard luôn. Noise này các bạn cũng chọn là standard luôn nha. Rồi xuống đây là cái này picture capture thì mình để bình thường như vậy nhé. Rồi xuống đây clock set là chỉnh thời gian, mà các bạn có thể chỉnh ngày tháng ở đây. Rồi ở đây là nãy giờ mình hướng dẫn các bạn ở trên này, là các bạn bấm nút qua bên đây, các bạn bấm xuống đây á là về cài đặt. Cài đặt thì bạn bấm qua đây là lock set này, là cài đặt ngày tháng thời gian nè, bấm ok. Rồi xuống đây là world time, nó là thời gian quốc tế. Xuống đây monitor là cái độ sáng màn hình, mình muốn cái màn hình này nó sáng hơn bấm vào hướng dấu cộng nè, muốn màn hình tối hơn bấm vào hướng dấu trừ nha. Không thì các bạn để mức không là đúng đó. Read line thì các bạn chọn có thể làm cái đường read line này nè. Cái đường read line là cái đường mà khi mà các bạn bấm nó sẽ hiện đây nè. Đó, bốn cái đường này là đường read line đó. Cái đường read line này để cho các bạn chọn bố cục, các bạn căn chỉnh này kia nó dễ hơn. Rồi tiếp theo thì các bạn xuống đây là travel deck này, nó mấy này không quan trọng đâu nha. Power save này là chế độ tiết kiệm năng lượng. Khi mà các bạn không sử dụng nó thì nó sẽ tự tắt, thì các bạn có thể chọn là 2 phút nha. Rồi economy các bạn chọn off luôn, mấy cái dưới này là không quan trọng đâu. Bit bit này là cái âm thanh, âm lượng của nó thì các bạn có thể chọn mức 1, mức 2 hoặc là tắt. Lên đây là tắt âm thanh nè, xuống đây là âm thanh nhỏ, xuống đây là âm thanh lớn hơn. Rồi AF bit là chế độ lấy nét này, shutter này là âm thanh khi mình bấm chụp này, volume là âm lượng. Rồi mấy cái phần dưới này nó không quan trọng nha. Xuống này là cái chế độ mà này thì các bạn highlight, các bạn chọn on đó. Đây là phần quay phim này. Khi mà các bạn chọn quay phim nó sẽ chọn là NTSC là khổ 16 chính nè. Rồi đơn vị là mét. Quan trọng cái phần cuối cùng là ngôn ngữ. Nếu mà cái máy này á, các bạn nào muốn chỉnh ngôn ngữ thì bạn chỉnh đây ha. Bình thường mình sẽ chỉnh tiếng Anh cho các bạn. Rồi ok thì mình vừa hướng dẫn các bạn về cái máy này ha. Cái máy này rất là khá là đẹp. Rồi các chức năng đây mình đã hướng dẫn các bạn rồi nhé. Cũng khá là đơn giản, cũng không có gì khó đâu. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh ủng hộ review nha. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là Máy Ảnh Review. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên trang Facebook là Máy Ảnh Review và trên trang Instagram là Máy Ảnh Review luôn nha. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình một chiếc máy ưng ý thì các bạn có thể ghé vào đường link mình để bên dưới nha các bạn. Thì khi mà các bạn mua máy bên mình nó đều có được sự hỗ trợ clip hướng dẫn sử dụng này kia đầy đủ nha. Một con máy cưng quá. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn.